chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tốt cô có nói một tiếng đã đi ra khiến mọi người biết chúng ta tình cảm mãnh liệt nên nhộn nhạo đến nỗi kêu sợ hãi liên tục a à. lâm lập phong nhìn bộ dạng kinh hoảng của nàng có ý đùng lập phong nói khiến hạ tử tình mặt mày đều đỏ lên cả anh anh muốn thế nào lâm lập phong đã đem nàng bước vào tường khiến nàng không cách nào nhúc nhích tôi chỉ muốn ông cô vợ mới của tôi cùng nhau qua đêm tân hôn a à hắn đem cánh tay cường tráng của mình ông cô vào ngực không cho nàng được nửa điểm phản kháng bọn họ thân thể dính sát vào nhau cùng một chỗ mùi đàn ông đặc biệt trên người hắn vây lấy cô nàng để hai tay trước ngực tận lực muốn tách anh ra anh anh rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha tôi hà tử tình cầu xin trở thành vợ của tôi làm tôi chán ghét em tôi sẽ tha cho em hắn lạnh khóc không gì sánh được loại tử tình ngẩng đầu tức giận cùng anh nhìn nhau Đừng mơ tưởng tôi tuyệt đối coi làm vợ anh, gả cho anh là tôi bị bất đắc dĩ phải làm, nhưng có phải là tôi sẽ mặc cho anh ăn sạch. Mặc cho anh an bài. Tốt. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đẩy vài cọng tóc trên trán cô xuống, thoáng chốc khiến cho nàng có một trận rét trung thi phản ứng của nàng, hắn bí hiểm cười. Chúng ta thử xem nhé. Vừa nói ngón tay cái của anh vừa đem cầm nàng nhấc lên, hắn chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Bờ môi của hắn vô tình hút lấy nàng, không chút nào tiếc trẻ mà chà đạp nàng, môi của nàng bị nuốt trọn trong miệng, đầu lưỡi của hắn mềm nhẵn tiến vào trong miệng nàng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa, nàng không thể chịu đựng được lời lẽ dây dưa của hắn dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, hắn có chút buông ra, nhưng rất nhanh lại một lần nữa đem nàng ông chặt vào lòng, cùng nàng song song té ngã trên giường, tốc độ thật nhanh, hắn đem nàng áp đảo trên giường, tiếp tục công việc hôn nàng triền miền bị áp. Dưới thân hắn, có cách nào nhúc nhích nàng tự nói với chính mình, dù là đang rất nhục nhã, nhưng nàng sẽ có hề tỏ vẻ yếu kém. Nàng sẽ phản ứng không cho anh muốn làm gì thì làm, dù cho anh có mạnh hơn, vững vàng giữ lấy nàng, nàng cũng không khuất phục bàn tay to của hắn tiến thẳng vào trong quần áo nàng, ôm nhu vuốt ve da thịt nàng mềm nhẵn, trên người nàng bỗng giấy lên một ngọn lửa vô danh, hắn trượt nụ hôn xuống cổ nàng, hôn nhẹ vào chiếc cổ như cánh hoa bàn lã tả rơi khiến cho nàng rung lên một trận. Nàng nắm chặt nắm tay, có để chính mình bị dụ dỗ, xem ra, thân thể của em so với miệng của em còn thành thật hơn. Hắn ngẩng đầu trước ngực nàng băng lãnh nói, đôi mắt lộ chút vẻ đùa dẫn tử tình lập tức đẩy hắn ra, xoay người lại, nàng sửa lại đám quần áo mất trật tự của mình rồi quay sang anh kêu to. Anh, đồ đại ác ma. Đại sát quỷ, anh mau cút. Lâm Lập Phong vẻ mặt buồn cười nhìn nàng, dám mắng chồng mình là đại sát quỷ, hạ tử tình em đúng thật là đáng ngạc nhiên lâm lập phong anh mau cúc đi cho tôi hạ tử tình khàn giọng hô được rồi em có nên kích động rõ ràng là em có muốn cùng tôi chia sẻ giường vậy thì tôi đi tìm người khác tới hắn vỗ tay một người ăn mặc diêm dúa lẳng lơ xuất hiện cô nàng từ phòng toilet đi ra thoáng cái đã gục trong lòng anh lập phong em nghĩ mình muốn chết rồi đây tại sao anh lại kêu em đi ra trễ như vậy em ở bên trong khó chịu muốn chết cô nàng làm nũng thanh âm khiến hạ tử tình cả người đều nổi da gà, hết cách rồi, tạc ta không chịu đi, có còn cách nào khác đành phải làm tuổi thân em. Lâm Lập Phong vô cùng thân thiết điểm nhẹ lên đôi môi tươi đẹp của nàng, gian phòng sát vách, thanh âm nữ nhân vẫn có ngừng truyền tới, với một cường độ càng lúc càng lớn tử tình cố sức bịt lỗ tai, nhưng nàng làm thế nào cũng có thể ngăn cản cái thanh âm khiến nàng buồn nôn kia phát ra Lâm Lập Phong, tên chết tiệt, người phụ nữ chết tiệt có biết xấu hổ lẽ nào bọn họ ngoài trừ tập trung làm cái việc này thì có thể nhỏ tiếng một chút được sao lẽ nào bọn họ không biết bọn họ lớn tiếng như vậy sẽ quấy rối đến người khác sao hạ tử tình hung hăng buông thân thể mềm mại xuống dưới nệm sau đó lại mạnh mẽ đứng lên cái tên đàn ông chết tiệt kia dựa vào cái gì để nàng ngủ ở phòng khách dựa vào cái gì mà ngày hôm nay lại đem nàng quẳng ra bên ngoài tuy rằng nàng căn bản là đang ở nhờ thế nhưng hạ tử tình nàng cũng không thể để mặc cho người ta khi dễ nếu hắn đã làm nàng cảm thấy nhục nhã như vậy thì cũng đừng trách nàng không khách khí nghĩ tới đây hà tử tình cắn cắn môi sau đó đi nhanh rời khỏi phòng khách lát sau bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh của nàng đã xuất hiện trước cửa trong tay còn cầm một cái thùng đá nho nhỏn vào cánh cửa khép hờ hà tử tình lộ ra gương mặt cười nhạt lâm lập phong tên đàn ông chết tiệt ta sẽ cho ngươi càng lúc càng hưng phấn nhẹ nhàng đẩy cửa ra hà tử tình chậm rãi đi vào đang ôm nhau trên giường hôn nồng nhiệt cặp trai gái vẫn chưa phát hiện là nàng đang tiến đến, vẫn đang tiếp tục. Công việc hạ hỏa Trò chơi người lớn, nữ nhân diễm lệ kia nửa người trên toàn bộ đều không che đậy, trong miệng phát ra âm thanh yêu kiều lâm lập phong vẫn đang ghé vào thân trên của nữ nhân kia mà không ngừng nỗ lực, có hề để ý rằng hạ tử tình đang tiến đến gần, hạ tử tình trên mặt ý cười càng đậm, nàng bước nhanh tới bên giường, dơ thùng đá lên co trung, rầm một tiếng, đem nửa thùng đá, toàn bộ hát tới đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường lập phong lập tức nhảy dựng lên. Hạ tử tình, cô bị điên sao? Lâm lập phong nghiến răng nghiến lợi mà gào thét, hạ tử tình cười dài mà nói. Lâm lập phong, có thích món quà tôi tặng cho anh co? Chết tiệt. Lâm lập phong nắm tay nàng đem nàng bước đến vách tường, hai mắt bốc cháy lửa giận. Phong, phong. Trên giường, cô nàng lo lắng kêu hắn nhanh cút cho ta. Lâm Lập Phong không quay đầu lại mà gào lên, con mắt nhìn chầm chầm hạ tử tình. Nếu như con mắt có thể giết người, hắn đã đem hạ tử tình giết chết vài ngàn lần, cô nàng lôi kéo quần áo, biểu môi rất không tình nguyện mà rời đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.